À, xin chào các em, hôm nay anh sẽ trình bày về chủ đề Selenium. Vậy Selenium là gì? Như các em thấy á, để làm được automation web á, thì mình sẽ viết những script, và những cái script đó nó sẽ tương tác với cái website mình đang test, nó lấy các phần tử ở trên website này và mình thực hiện automation. Thì trong bài hôm nay á, mình sẽ viết những kịch bản về test bằng Java. Như vậy từ Java của mình sẽ thực hiện những đoạn script câu lệnh dùng Selenium để lấy các phần tử, như ví dụ như là lấy cái logo này, điền vào cái search này, rồi kích nút tìm kiếm này, thì tất cả mọi thứ đều tự động hết. Thì để làm được việc đó thì cái code của mình sẽ gọi qua cái thằng Selenium, và từ Selenium á, mình sẽ thao tác với các phần tử trong web. Thì bài hôm nay anh sẽ demo cho mọi người một chức năng đơn giản, đó là chức năng search, nghĩa là mình vào trang Lazada này, sau đó mình search từ khóa là mình search là MacBook Pro 2019, mình muốn tìm những sản phẩm về MacBook Pro 2019, sau đó là kích nút search. Thì mình sẽ nhận được cái kết quả của sản phẩm mà mình tìm kiếm. Như vậy mình viết cái này tự động như thế nào? Bước đầu tiên là các em sẽ tạo cái Maven Project. Thì tạo Maven Project thì trong video đầu tiên anh đã hướng dẫn tạo Maven Project là như thế nào. Tiếp đến để chạy được cái Selenium á, mình cần phải thêm những thư viện vào. Thì trong cái file pom.xml mình thêm đầu tiên là thư viện Unit Tag. Trong bài hôm nay thì anh sẽ sử dụng là JUnit. Tiếp đến thư viện mình cần đó là chỉnh thư viện là Selenium gạch Java. Như vậy mình phải có hai cái thư viện này trong dự án của mình. Bước tiếp theo để cái code của mình này mà nó gọi được thao tác được những cái phần tử trên web á, thì mình cần một cái gọi là Chrome driver. Thì trong bài này anh sử dụng driver là Chrome. Ngoài ra thì mình có thể hoàn toàn là sử dụng driver là Firefox. Thì các em vào Chrome này, các em vào Help này, các em vào About Google Chrome thì biết được là mình đang sử dụng version nào. Khi mà biết được là sử dụng version rồi á, mình có thể lên cái trang Chrome Driver Download này. Dù anh vô trang này, vào trang này á, nó sẽ có rất nhiều version cho mình download về. Thì nó có version cho Windows này, nó có version cho Mac này. Hiện nay anh đang sử dụng là version cho Windows với version là 9.0. Sau khi mình đã download được cái Chrome driver này rồi á, mình sẽ bỏ trong folder root của dự án. Nhưng mà các em thấy là anh đã bỏ vào folder này. Thì có cái Google Chrome á, thì mình thao tác được các phần tử ở trên web. Bước tiếp theo là anh sẽ tạo một cái class test. Anh tạo một trong cái bucket test Java Lê Vũ Nguyễn Nhật Công, thì anh tạo một cái class test tên là Lazada Test. Để mọi người nhớ là những cái test của mình đó, nên kết thúc bằng chữ là test ở đây. Như vậy ở đây anh sẽ tạo là Lazada Test. Dòng đầu tiên thì anh sẽ khai báo web driver. Web driver này anh có nhiệm vụ là nó sẽ giúp mình là tìm kiếm các phần tử. Đầu tiên anh sẽ khai báo một cái biển là driver. Tiếp đến để chạy được unit test thì anh sẽ set up trước cái driver đó. Thì ở đây á, mình sẽ có cái hàm gọi là hàm setup, và mình annotation nó với phương thức là before, có nghĩa là trước khi cái test này nó chạy, cái test mà tìm kiếm mình chạy á, nó sẽ chạy cái hàm before này trước, setup này trước, nó sẽ tạo ra cái driver cho mình. Khi mà kết thúc chạy test cái á, mình cũng sẽ có một cái gọi là after, có nghĩa là tear down, có nghĩa là sau khi mà test cái mình chạy xong á, một cái test cái này chạy xong á, mình sẽ close cái driver đi và mình quit cái driver đó, thì mình quit cái Firefox. Trong cái setup đầu tiên là mình sẽ setup cái driver mình cần dùng là gì. Ở đây anh đã setup driver mình là web driver Chrome, và anh chọn cái đây là cái đường dẫn từ cái file Chrome. Thì mọi người tại đây là Chrome driver này, chính là cái file Chrome driver này. Tiếp đến anh khai báo đối tượng driver, và anh
Navigate tới cái trang Lazada. Như vậy khi mà trước khi các cái này nó chạy á, thì anh sẽ bật cái trang web Lazada lên. Tiếp là giả sử trong cái tách cài này là anh search cái sản phẩm là MacBook Pro 2019, thì việc đầu tiên anh phải lấy được cái textbox ngay chỗ này, MacBook Pro ngay chỗ này. Như vậy anh phải tìm được cái textbox này và anh điền cái đoạn text là MacBook Pro 2019. Như vậy làm sao anh để lại được cái textbox chỗ này? Thì đầu tiên anh sẽ khai báo một cái là web element. Như vậy tất cả mọi thứ trên web đều là web element hết. Anh khai báo một cái là web element. Để tìm được phân tử, anh sẽ sử dụng cái driver file by. Đầu tiên là anh sẽ sử dụng là driver này, file by element. File by element đó, nó hỗ trợ cho mình nhiều cái phương thức để tìm kiếm. Trong cái ví dụ này, anh file by element by ID. Thì để anh bật cái này lên, mọi người thấy này, anh chuột phải, anh bấm inspect. Sau đó anh kích vào công cụ Inspect đây và anh rê con chuột tới cái nút Textbox Input này. Thì mọi người thấy ở đây cái Input đó là có chữ ID bằng chữ Q này. Giờ ID bằng chữ Q. Như vậy anh biết được là cái ID của cái Input Search này chính là Q. Thì trong code của mình anh sẽ ghi là File by Element by ID và chữ Q. Như vậy cái đoạn này sẽ giúp anh được lại được cái input là search. Sau khi lại input search, làm sao để anh có thể là gõ vào chữ là MacBook Pro 2019. Thì để gõ cái chữ đó vào trong cái ô text field này thì anh sẽ dùng cái phương thức gọi là send key. Như vậy là anh sẽ nhận lại cái input, anh sử dụng phương thức send key và cái giá trị anh muốn send vào đó là MacBook Pro 2019. Sau khi mà anh send key xong thì anh bước tiếp theo của anh là anh phải bấm vô cái nút search ở đây. Giờ khi mà người dùng á, họ kích vào nút search này nè, anh sẽ tìm cái sản phẩm đó. Thì như làm như thế nào để mình lại được cái button này? Thì trong report đó anh sẽ khai báo là driver file element by xpath. Như vậy trên này nè, anh khai bằng ID, giữ này anh khai bằng xpath. Như vậy ngoài cách bắt bằng ID, mình có thêm một cách nữa đó là bắt bằng xpath. Thì cái đoạn chỗ này á, làm sao mình tìm được ở trên web? Thì trên Chrome á, nó có một cái plugin gọi là Chrome Path. Thì các em có thể cài cái plugin này vào. Thì khi cài vào xong á, thì nó sẽ hiển thị lên đây. Nhưng mà khi mà các em rơi con chuột vào cái nút search nè, thì ở dưới này á, các em thấy đây xpath đây không? Các em chỉ cần copy cái đoạn xpath này, copy, sau đó các em dạng vào đây, thì như vậy là nó sẽ lại được cái button search. Khi đã lại được button search rồi á, nhiệm vụ tiếp theo của mình là kích vô cái nút search này. Như vậy hành động kích vô này thì làm như thế nào? Thì mình sẽ sử dụng cái phương thức là click. Như vậy là search button chấm click. Như vậy là mình sẽ click vào nút button. Khi click xong á, thì mình mong muốn là so sánh là kết quả đó có như mình mong muốn hay không. Ví dụ như là anh kích vào MacBook Pro 2019, sau đó là anh mong muốn là thấy cái sản phẩm MacBook Pro 2019 nằm ở đây. Thì để làm được như vậy á, thì anh sẽ sử dụng một cái là web element. Anh sẽ tìm kiếm cái phân tử mà đầu tiên, sản phẩm đầu tiên. Thì để tìm kiếm được sản phẩm đầu tiên đó, anh sẽ dùng cái xpath. Đầu tiên anh bắt cái sản phẩm đầu tiên. Thì cũng có mọi người có thể dùng xpath để bắt lại. Ví dụ ở đây anh có thể anh dùng đây, anh xpath anh bắt lại được cái này. Như vậy anh copy cái đoạn này vào cái phân tử mà anh mong muốn. Như vậy cái mà anh mong muốn là anh tìm được cái phân tử sản phẩm đầu tiên. Sau đó là anh sẽ so sánh. Thì để so sánh được là kết quả mình mong muốn và kết quả mà trên web trả về có giống như hay không, thì anh sử dụng cái hàm gọi là assert equal. Thì trong đó là hàm này sẽ cho anh biết là so sánh được hai cái là cái mà anh mong muốn nè và đây cái chính là kết quả trả về. Nếu mà trả về đúng thì test case sẽ pass, còn nếu không thì test case sẽ fail. Tiếp theo thì anh sẽ chạy cái unit test này lên, anh chuột phải, anh vào run.
Thì đầu tiên mọi người thấy nó là vào trang Lazada, sau đó là nó điền cái từ khóa là MacBook Pro 2019, nó sẽ tìm cái input nó điền vào, sau đó kích nút search, sau đó là tìm cái bài đầu tiên xem là có cái sản phẩm nhắn mong muốn hay không. Đó. Thì đây như vậy là TechKey đã bắt rồi. Như vậy là mình sẽ tìm cái phần tử đầu tiên của web, sau đó là mình so sánh cái kết quả mà mình mong muốn và cái phương thức get tag, có nghĩa là mình lại cái chữ tag này. Anh vào là trang Lazada này, ví dụ anh tìm cái chữ MacBook Pro 2019. Sau đó là anh sẽ lại được cái phần tử này rồi này. Sau đó cái phương thức mà get tag của anh á, nó sẽ lại được cái chữ là trả góp phần 100 MacBook Pro 2013. Thì anh lại cái chữ đó, anh so sánh với cái chữ anh mong muốn. Nếu mà hai cái chữ đó giống nhau thì tức là tất cây đã bắt. Nếu mà hai cái chữ khác nhau thì tất cả đã fail. Thì ở đây mọi người thấy là anh sử dụng là ID này, tìm kiếm bằng ID này, tìm kiếm bằng XPath này. Thì ngoài hai cách này á, còn những cách khác. Ví dụ như là anh bật lên đây. Trong cái document của Selenium á, thì ngoài đó đây là kiếm bằng XPath này, mọi người thấy không? Đây là XPath. À, mình kiếm theo cái ID, ví dụ cái form này nè, mình có cái ID này, login form thì mình kiếm bằng ID này, file by ID này. Ngoài ra mình có kiếm bằng bằng name nữa, ví dụ mọi người thấy đây chữ username không, password không, đây là name thì mình có thể hoàn toàn là file bằng name, locate bằng XPath thì cả nãy anh chị mọi người rồi đó. Thì, ngoài ra là mình có thể tìm bằng cái link, tất cả cái link hoặc là cái tag name hoặc là class name. Anh ví dụ như là trong cái thẻ body này mình có cái thẻ B này, class hẳn là content, thì mình hoàn toàn lại được cái thẻ B này bằng cách là file by class này, thì nó sẽ lại được cái content. Là sẽ có những trường hợp là ví dụ như mọi người thấy trên Lazada này, ví dụ anh tìm theo cái thẻ image thì hẳn sẽ ra rất là nhiều loại image. Ví dụ đây là số 1 này, số 2, số 3, số 4, như vậy hẳn có một cái mảng cái ảnh lặng. Thì để làm như thế nào để anh bùng lại cái phần tử đầu tiên này thôi, thì trong lập trình á, anh có thể là khai báo một list này, đây là một mảng danh sách này, sau đó anh dùng driver file by elements, element có s có nghĩa là trả về một mảng, ở trên này là element không có s có nghĩa là anh chỉ muốn tìm một phần tử thôi, còn ở dưới này có s có nghĩa là anh muốn tìm nhiều phần tử. Như vậy trong trang web Lazada anh muốn tìm tất cả các image có trong Lazada, sau đó anh muốn lại cái phần tử thứ ba thôi, thì anh chỉ cần là ghép cái index số 3 ra. Mọi người sẽ gọi là thấy là trong lúc mình tìm kiếm á, mình có thể là nói cho Selenium biết là mình chờ đợi trong bao lâu để cái phần tử đó xuất hiện. Thì có nhiều lúc á, khi mình làm web á, thì cái phần tử đó có thể hiện ra chậm hơn, thì ở đây mình có thể là setup là cái Selenium chờ bao lâu để tìm cái phần tử đó. Thì ở đây mình sẽ sử dụng phương thức là time out implicit wait, ở đây là 10 giây. Như vậy mình sẽ đợi 10 giây để phần tử đó load lên. Thì đó là cái bài về Selenium. Thì anh hy vọng là các em sẽ làm theo anh cái bài bài tập này để mình hiểu được Selenium là gì. Chào các em.